nó được như vậy. Đó, chúng ta để một thời gian nữa thì nó sẽ lên được như vậy. Bắt đầu là dọn cái gốc sơ sơ đi như cái này, thì chúng ta cũng cắt xuống luôn. Được cái là chúng ta để lâu thì chúng ta được cái gốc như thế này đẹp ha. Lá thở này lúc chúng ta chừa lại nè thì chúng ta cũng cắt nó luôn ha, cắt tầm tới gần cái khúc non đó là được. Sau này chúng ta lấy lá để chơi là lấy từ cái độc non nè, còn cái lá này cứ để đây. Rồi, hello cô chú anh chị, mình trở lại với kênh bonsai dừa Quỳnh Linh ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm một cái clip mà xử lý cây dừa đã cắt đọt ngang. Sau khi một thời gian nó lên như thế thì chúng ta xử lý như thế nào. Thì có một số cô chú anh chị là có hỏi Linh là hãy cập nhật cái clip mà cắt đọt ngang. Hồi bữa Linh có làm rồi, có phát hành rồi đó. Thì bây giờ cắt để một thời gian thì nó lên như thế này. Như bữa là Linh cắt chừa cái lá thở nè mọi người. Đó, bây giờ nó đã lên như thế này thì chúng ta bắt đầu xử lý được rồi. Đừng để quá cao thì cái tông nó sẽ cao ha. Tại vì mình tùy coi cái gáo nó nhỏ hay là to. Gáo nhỏ thì chúng ta làm tông thấp thấp thôi. Gáo to một chút thì làm tông hơi cao một chút để cho nó thích hợp với cái gáo, nhìn nó được mắt hơn ha. Đó, sau khi chúng ta cắt thì để được mấy ngày. Cái này, cây này Linh mới cắt mấy ngày trước nè. Thì nó được như vậy. Đó, chúng ta để một thời gian nữa thì nó sẽ lên được như vậy. Thì chúng ta bắt đầu xử lý ha mọi người. Rồi bây giờ Linh sẽ quay cận vô và hướng dẫn mọi người chi tiết hơn ha. Rồi, đối với cây này thì chúng ta xử lý thì cũng như những cắt bình thường thôi. Thì chúng ta bắt đầu là dọn cái gốc sơ sơ đi ha. Dọn cái gốc sơ sơ đi. Cái cây này bây giờ là nó ngóc thẳng lên luôn rồi nè mọi người. Dáng rất là đẹp ha. Chúng ta dọn từ từ dọn cái gốc này cho nó sạch sạch đi một chút ha. Rồi, cái đoạn này chắc cũng khá lâu, Linh sẽ xả nhanh cho đỡ mất thời gian mọi người theo dõi ha. Rồi, sau khi chúng ta dọn cái gốc sơ sơ như thế này, rồi chúng ta bắt đầu xử lý như cái này, chúng ta cắt xuống nè, để cho nó sát xuống ha. Chúng ta nhẹ nhàng lấy cái bẹ này ra. Đó. Lấy cái bẹ này ra. Rồi, chúng ta nhẹ nhàng lấy cái bẹ này cắt sát xuống. Đó, để tạo điều kiện cho cái cây dừa của chúng ta nó sẽ không phát triển lên cao nữa mọi người. Rồi, nó dọn nhẹ nhàng. Thì cũng như những cái thực bình thường thôi. Thì Linh làm lại để cho cô chú anh chị mình xem lại. Tại mỗi lần Linh nói là nó mỗi một cái biểu đạt khác nhau. Có khi clip này Linh nói cô chú anh chị chưa hiểu, nhưng mà xem clip sau cũng hướng dẫn cái gì, cái kỹ thuật giống vậy, nhưng mà Linh có thể nói cái cách khác hơn thì cô chú anh chị mình dễ hiểu hơn, hoặc là xử lý trên những cây dừa khác đó, rồi cái cách cắt đồ này kia mọi người xem thì dễ hiểu hơn đó. Cho nên cô chú anh chị mình có cái clip mới nào Linh ra thì cô chú anh chị dành một chút thời gian để chúng ta xem giải trí, cũng như là tìm thêm những cái cách làm mới để chúng ta tận dụng làm cây dừa bonsai chúng ta ở nhà nó tốt hơn ha. Rồi chúng ta cắt một miếng như thế. Rồi như cái này thì chúng ta cũng cắt xuống luôn ha. Đó, chúng ta cứ xử lý nó giống như là chúng ta xử lý cái cây dừa lúc mới lên vậy đó mọi người. Đó, thì lúc mới lên cây dừa chúng ta cũng phải xử lý như thế này. Thì chúng ta cắt thì nó lên non lại thì giống như là cái mầm của nó mới lên thôi. Được cái là chúng ta để lâu thì chúng ta được cái gốc như thế này đẹp ha. Đó, cái này là cái gáo siêu mini đó mọi người, rất là nhỏ, cho nên là Linh muốn làm tông lùn, cho nên là Linh mới cắt đọt để hạ tông lùn cho nó. Rồi, đối với cái lá thở này lúc chúng ta chừa lại nè thì chúng ta cũng cắt nó luôn ha mọi người. Đó, bây giờ chúng ta không cần sự tận dụng nữa, tại vì chúng ta có cái đọt non mới ra đây rồi ha. Rồi, cái chỗ này thì mọi người cắt chừa lại thôi, chừa lại cả này là được rồi. Rồi, 5-7 ngày nữa chúng ta cắt nữa. Còn trên đây chúng ta cắt sát để cho cái đọt nó tạo điều kiện nó mọc lên như thế này nè mọi người. Đó, lâu ngày á, cái đọt nó sẽ mọc lên như thế này, nó sẽ thẳng lên, nó rất là đẹp ha. Rồi, cái chỗ này thì chúng ta cắt xuống luôn. Đó, nhẹ nhàng lấy cái bẹ này ra. Rồi, ở đây cũng thế. Chúng ta cũng cắt xuống giống như những cách gọt bẹ bình thường thôi. Đó, cắt ngang đây được rồi. Rồi, cái chỗ này chừa lại nha. Chỗ này với bẹ này hơi non thì chúng ta thấy, cảm thấy nó hơi non thì chúng ta chừa lại. Nè, khúc này nó già nè. Đó, mọi người thấy không? Ở đây là nó non, lên đây nó già. Thì chúng ta cắt tầm tới gần cái khúc non đó là được. Đó, chừa.
đừng có cắt sát hết. Sát hết thì cái gốc chúng ta sẽ bị thu nhỏ lại mọi người, cho nên mọi người cắt vừa vừa thôi cho cái bẹ này nè nó còn ôm, nó tạo ra được cái bộ đế hơi to, thì để một thời gian dài dài chúng ta cắt đi. Rồi cái chỗ này là chúng ta cắt như bình thường, cắt sát xuống luôn đó, tạo điều kiện cho cái lá này nó sẽ không lên cao nữa mọi người. Lấy hết bẹ ra. Cái lá này sau này chúng ta cũng bỏ thôi mọi người. Đó. Rồi bên đây chúng ta cũng cắt như thế luôn. Cắt sát xuống đây luôn ha mọi người. Nè, từ đây chúng ta cắt sát xuống luôn. Sát xuống chỗ này. Đó. Rồi nhẹ nhàng. Rồi nhẹ nhàng lấy cái áo ôm ra. Đó. Ngay đây là Linh đã thấy được cái nách lá nằm ngay đây nè mọi người. Rồi. Từ từ cái lá này nó lên. Nè, trong đây có cái đọt non rồi nè. Đó, sau này chúng ta lấy lá để chơi là lấy từ cái đọt non nè, còn cái lá này cứ để đây. Chúng ta dưỡng cho nó già đi rồi chúng ta cắt, chứ cắt sớm là hư cái cây. Chứ nó không tạo được cái bộ đế to ha mọi người. Tại vì cái cây này Linh muốn làm lùng cho nên Linh mới hạ đọt, thì cái ráo nó rất là nhỏ, siêu mini mọi người. Cái này lúc Linh có hướng dẫn cô chú anh chị mình cái cách ôm phôi dừa đó, là Linh có làm cái clip là ôm những cái phôi siêu mini này nè, bây giờ cũng khá là lâu rồi, cho nên bây giờ nó có cái gốc như thế này nè, rất là to rồi. Bây giờ là khi mà Linh dưỡng nữa nó lùng lùng nhỏ nhỏ lại á, chúng ta sẽ thấy nó đẹp. Nó vừa với cái gáo thì chúng ta lên chậu rồi dưới cộng với mấy cái rễ này thì nó sẽ đẹp hơn nè. Rồi cái cách xử lý cũng như theo yêu cầu của mọi người thì Linh cập nhật lại cái cách mà cắt đọt ngang để hạ tông. Thì hôm nay thì Linh làm clip này để gửi đến mọi người ha. Thì mọi người nói cắt là có thể nó chết, thì cũng có thể có cây chết, có cây hông mọi người. Thì khi mọi người cắt rồi đó là mọi người lưu ý là để ở trong mát. Khi nào cái da nó liền liền lại mọi người hạ tưới nước vô, đừng có để ngoài nắng ha. Đó, khi nó liền liền lại ok thì chúng ta tưới nước thoải mái thì nó sẽ mọc lên như thế này, như cái này thôi, rất là đơn giản thôi. Rồi clip hôm nay thì chỉ có vậy thôi. Linh xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật đẹp ha, để chúng ta trưng trong phòng khách, trưng trong phòng làm việc để đón tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai. Rồi clip của Linh xin tạm dừng ở đây. Xin chào tạm biệt mọi người ha, hẹn gặp mọi người trong những clip về dừa bonsai lần sau trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha.